Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của mình em. Và bữa nay mình tiếp tục qua chùa Phú Tức review qua ngôi chính điện lớn nhất tại Sóc Trăng ha. Bữa nay mình lại đây mình review một đoạn video ngắn cho cô chú anh bạn theo dõi. Và đây là đường vô chùa Phú Tức em. Đường vô thì có cây thốt nốt cũng bên đường đi vô. Đó là cây thốt nốt của chùa Phú Tức. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay ngược lại ngôi chùa Phú Tức. Và đây là nói chung đây là cổng chùa rất là đẹp của chùa Phú Tức em các bạn. Rất đẹp. Đó, đây là ngôi chùa Phú Tức đang xây dựng ngôi chính điện. Đó, rất đẹp. Đây. Đây cổng chùa của các bạn ha. Đây là cổng chùa. Đó. Là hàng rào chùa đó, nói chung là vừa hàng rào vừa cổng chùa luôn các bạn, rất đẹp ha. Hoa văn rất là sắc sảo, lâu rồi mình cũng không có vô đây review. Bữa nay mình vô đây review một đoạn vô video ngắn. Và trước chùa cũng có hồ sen ha. Đây. Trước chùa cũng có hồ sen rất là đẹp. Hồ sen. Và đây là chùa Phú Tức nha các bạn. Đây, đây có đại bản nè các bạn, cô chú các bạn ha. Đây có đại bản đó là ấp Phú Tức, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, đem phóng gần lại ha. Đó. Đây. Ấp Phú Tức, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Mình đến đây mình review một đoạn video ngắn cho cô chú bạn theo dõi. Đó, đây là cổng chùa ha. Cổng chùa Phú Tức thì có mẫu hoa văn cột rất đẹp ha, rất đẹp của chùa Phú Tức. Đó, đây, ở đây rất đẹp luôn ha. Mình quay toàn cảnh cho cô chú anh chị và các bạn xem, rất đẹp luôn hoa văn, mẫu hoa văn rất đẹp. Đó là chùa Phú Tức. Ngôi chùa này thì hiện tại đang xây dựng ngôi chính điện rất là lớn luôn, rất là cao, rất là lớn, rất là cao. Đây, đây là cột ha các bạn. Đây còn người Khmer kêu bằng cột. Còn người ở Việt mình cũng không biết kêu như thế nào hết. Đây, rất đẹp luôn các bạn. Hoa văn rất là sắc sảo. Ngôi cổng của chùa Phú Tức rất là đẹp. Phía này thì sư làm cổng này là sư có làm cổng nghiêng đi nè, để có lễ sư để xe chiếc xe để xem ra vô trong này luôn ha. Đây đó, phía trong bên đây đó, đây sư sẽ để chiếc xe Honda trong này cũng tiện lợi với các bạn. Đây, trước hồ, trước đây có hồ sen nè, rất đẹp. Ở đây cũng là dàn tập ghe ngo của chùa Phú Tức luôn ha. Đây đó, mình sẽ quay một đoạn ở phía ngoài cổng thôi, nhìn cổng rồi là và biết là giờ giá trị là rất đẹp rồi ha. Thì mình sẽ vô trong này mình quay một đoạn nữa nè ha. Chứ mình quay giờ này trời rất nắng luôn các bạn, trời rất nắng ha. Ô này mở vô trong đây đó, bạn thấy không, rất đẹp. Đây cổng ha, cổng chùa rất đẹp đó. Cổng chùa thôi là thấy là ăn tiền rồi ha. Đó, rất là đẹp nè. Này các linh vật, các linh vật của ngôi chùa đó, giống như là các linh vật của ngôi chùa. Giống như có cái sự tích các bạn ha, mà mình không có hiểu nha. Có sự tích đây là toàn là nổi không các bạn, đắp nổi không có chú bạn, đắp nổi không ha. Mà có sự tích mà mình cũng không có hiểu là như thế nào đâu. Mình đây có sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni này này kia nọ ha, có đủ ha, nhưng mà mình không hiểu, nói chung mình không hiểu. Mình chỉ review thôi. Cô chú anh chị và các bạn nào hiểu thì có thể bình luận ở phía dưới nha. Còn đây là mình chỉ là người ta đắp tượng Phật và sự tích của Phật Thích Ca Mâu Ni như thế nào đó ha. Đây ngôi cổng rất đẹp luôn các chú bạn, rất đẹp đó. Bữa nay mình tới đây mình review một đoạn video dạng như cho chú anh chị và các bạn xem ngôi chùa Phú Tức đang xây dựng ngôi chính điện. Và ngôi chùa Phú Tức bây giờ hiện tại có một ngôi sala cũng đã hoàn thành ha, mà không biết giống như là khánh thành bữa nào ha. Đó, mình chưa biết khánh thành bữa nào. Rất đẹp nè các chú thấy không? Không? Rất đẹp các chú bạn. Rất đẹp. Đây, rất dài ha. Ngôi chính điện này cũng có ngôi hàng rào này rất dài ha. Đó, đây nè, sự tích nè. Sự tích Phật. Đó, mà mình cũng không hiểu ha. Dạng như là từ đâu tới đâu gì đó rồi giống như là bà mấy ông mấy bà thì biết sự tích, còn mình thì mình không biết đó. Cái này mình nói sự thật thôi, mình không biết đó. Mình biết thì mình sẽ nói biết, còn mình không biết mình không dám nói bậy bạ ha. Đó, đây hàng rào nè, rất là dài luôn ha. Rồi giống như là điêu khắc là nổi hết trơn luôn.
đó, nổi hết trơn luôn, điêu khắc nổi hết. Bữa nay mình có dịp mình rảnh mình qua đây mình review một đoạn cho cô chú anh chị và các bạn xem. Lâu rồi mình cũng không ghé chùa Phú Tích, và chùa Phú Tích này có ngôi sala cũng xây dựng đã hoàn thành 100% rồi, nhưng mà chưa khánh thành ha, cũng sắp khánh thành gần đây mà mình chưa biết khánh thành bữa nào, ngày nào ha. Đó đây, rất là đẹp, rất là đẹp luôn các chú bạn, rất là đẹp đó, tới sau đó đó còn mấy căn đó đó, nhưng mà mình sẽ không có đi tới đó đâu ha, trong này cũng lùm sẽ có ông nữa nè. Đó đây nè, đây cũng sư làm tới đây nè, giống như là ranh giới của nhà chùa tới đây đó. Rất là dài các bạn, rất là dài. Rồi ở phía trong này ngôi chính điện thì cũng đã lên nền xong hoàn thành rồi ha, lên nền đã xong hoàn thành rồi ở phía bên trong ngôi chính điện. À, bữa nay có dịp qua đây review cho cô chú bạn xem. Cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều. Bữa nay thì nói chung thì bây giờ hết lễ rồi. Đợi tới lễ mà giống như là chùa Ô Chung của ngã năm, lễ cái giới Sima cũng gần tới rồi ha. Tới đó mình mới đi review được. Bây giờ mình kẹt công chuyện nhiều quá, mình tính đi thông báo trước mà công việc nhiều quá mình đi không có được. Đó, anh chị em thông cảm. Đó, mình sẽ vô trong xem ngôi chính điện ha. Đó, đây. Ồ, đây trường học này hồi xưa nè. Trường học hồi xưa mà giống như là sư đập bỏ rồi, cho rộng ha. Đang nghỉ học bây giờ nói chung người ta học tập trung ha. Ta đi học tập trung rồi. Sư làm gì đó, nó gọn lớn lắm, gọn lớn lắm. Đó. Ở đây cũng có nhà ông Tà nè. Ở đây cũng làm lớn mỗi năm nè. Ha, đó, đây. Làm lớn mỗi năm nè. Đó. Rồi đây đập bỏ nè. Quay cho nó đi. Thông. À, quay cho rồi. À, quay cho xả không đó đi thông. Ba mấy nếu mà hòm gì thấy dân dự chứ không đó đi. Ba không á. Rồi anh thông á. Alo đi khách thì son đấy thông. Thì tao hiện đi Vinh ấy. Trả lời rồi. Nhưng... hả này mà lúc lúc đặt bóng hả và ai đừng cả xe slot ấy cũ à anh ấy tình nể mau bót với review mau vòng á vui mình mau ấy cục cụ mình lên số thách lão xả với slot cả lấy cũ hội chui khi năm đấy nè nè đăng anh dần đăng tao hội chui khi năm nè. Rồi vậy là sư nói là qua chùa Sư Năm Thơ Mây sẽ khánh thành ngôi sala, nhưng mà chưa biết ngày, chưa đặt ngày. Đó, đây trong này cũng có ngôi chính điện rất nhiều. Bây giờ biết rồi đó, bây giờ mình biết rồi đó ha. Đó, ngôi sala sẽ khánh thành qua Tết chùa Sư Năm Thơ Mây. Đó, đây, toàn cảnh của ngôi chùa Phú Tức. Phía này là ngôi chính điện ha. Ngôi chính điện này là rộng lớn luôn chú bạn, rất là lớn nè. Đó, rất là lớn luôn. Ngôi chính điện này rất là lớn. Đó, khánh thành ngôi sala đó đó chú bạn. Khánh thành ngôi sala đó đó. Ngôi sala sẽ khánh thành qua chùa Sư Năm Thơ Mây sư nói nãy ha. Mình cũng theo lời sư đó, nghe sư nói thôi. Sư cũng nói chưa đặt ngày thôi. Ngôi chính điện này lớn nè, ha. Lớn nè nên là tới tới đó đó chú bạn. Nền rất cao ha. Đó. Ở đây thì hồi đó thì giống như là tháp nè, thời sư dời ra để xây dựng ngôi chính điện. Đó, rất là lớn luôn. Ngôi chính điện này nói chung là lớn nhất là Sóc Trăng đó. Miền Tây thì mình không dám nói, nhưng Sóc Trăng thì lớn nhất Sóc Trăng. Đó. Lớn nhất Sóc Trăng. Đó, đây sư cũng đang lót nền. Sư lót nền. Đó ha, đây, ngôi chính điện này rất lớn nè. Đó. Ngôi chính điện chùa Phú Tức. Rất là rộng lớn luôn. Kẻ là có lẽ nào hả? Đây rất là lớn nè. Chiều dài hình như mình nghe sư nói tới mười mấy mét cái gì á, 17 gì á, rất là lớn luôn ha. Đó, đây là ngôi chính điện nè, ngôi chính điện mới của chùa Phú Tức. Ngôi chính điện cũ đã xuống cấp rồi, sư quyết định xây ngôi chính điện mới nè. Cái dàn nền rất là cao ha. Ngôi chính điện này nền rất là cao đó, nền tới đó đó các chú bạn, nền rất là cao luôn đó, cao nhất luôn. Bây giờ là nền nói chung là nền của chùa Phú Tức là nền ngôi chính điện là cao nhất luôn ha.
Mùi lớn nhất, dài nhất luôn, ngang chiều dài nếu nghe bữa hổm có chia sẻ rồi mình quên rồi, rất là lớn đó. Đây thì bây giờ thì nhà chùa cũng chuẩn bị khánh thành ngôi sala này nè, ngôi sala mới đã hoàn thành đây, chuẩn bị khánh thành ngôi sala này. Đại sư có nói là qua chùa năm thứ mấy sẽ khánh thành nhưng mà chưa biết ngày, chưa biết ngày ha, chưa biết ngày khánh thành. Đó là ngôi sala mới của chùa Phước Tích, nhưng mà sư chưa biết, chưa đặt ngày, chỉ biết là qua chùa năm thứ mấy thôi ha. Đây là ngôi sala cũ hồi xưa đó, đây là sư đang lót gạch ha, lót sàn đó, sư đang lót sàn chuẩn bị khánh thành ngôi sala mới đó. Đây toàn cảnh của ngôi chùa tức thì này, phía này thì ngôi chính điện này thì cũng mới làm đây thôi, cũng rất là mau xong dàn nền nè, dàn nền đã xong rồi ha. Giờ đợi lên dàn chơi nữa thôi, mà nghe sư nói ngưng lại chừng mà sư nói chuẩn bị giống như là khánh thành ngôi sala này xong mới sư tiếp tục xây dựng nữa ha, tiếp tục xây dựng ngôi chính điện. Bên đó là ngôi sala, ngôi trường học đó, nói chung là không phải sala đó, đó là trường học, trường học cũ, trường học hồi xưa đó, bây giờ tập trung rồi, hồi đó là học trong chùa không à ha, hồi đó là học trong chùa không à, còn bây giờ thì nói chung bây giờ thì người ta đã học tập trung rồi ha, đó, tập trung rồi, đã tập trung một điểm rồi, đó, ngồi chính điện nè bạn, ngồi chính điện mới nè, và rất là lớn luôn, rất là rộng lớn luôn ha, đây là ngồi chính điện của chùa Phước Tích, rất là rộng lớn luôn, đó, cao đó, nền rất là cao, đó, nền rất là cao. Rất là cao luôn. Bây giờ mình xin thông báo lại cho cô chú và bạn biết là ngôi sala mới của chùa Phước Tích nè. Ngôi sala mới này chuẩn bị khánh thành qua qua Tết chùa năm thứ mấy. Nhưng mà sư chưa đặt ngày ha. Sư chưa đặt ngày. Sư chừng nào mình biết ngày mình sẽ thông báo cho cô chú bạn biết ha. Đó. Bây giờ mà sư chưa đặt ngày. Chùa Phước Tích cũng rất là rộng đó chú bạn. Đó. Rất là rộng. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cổng mình kết thúc video luôn. Đây là cũng có ngôi tháp này. Đây, tháp rất là lớn nha. Tháp này cũng của sư chủ trì xây dựng nè ha. Đó. Đây. Vậy là clip của mình tới đây kết thúc thôi. Quay đoạn video ngắn thôi. Cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh của mình.